Gần hết lái rồi các cụ ơi. Gần 40 độ luôn à. Gần 40 độ. Đây, cái sector là nó gần chạm vào cái cục mà hạn chế đánh lái đấy. Tức là đánh lái hết cỡ rồi đấy. Cái góc mà dưới này là gần 40 độ thì trên buồng lái, trên bảng táp lô nó cũng sẽ chỉ gần 40 độ. 30 mấy độ đấy. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đi ngang qua cầu Tân Long thì tình cờ thấy chiếc xà lan 3.500 hôm trước ấy, của anh Hải, anh ấy đang chạy thử. Tức là mình mới móc điện thoại ra gọi anh ấy là ghé vào để cho mình xin anh đi nhờ anh một đoạn để trải nghiệm. Tức là chiếc xà lan 3.500 chạy thử sẽ như thế nào. Bây giờ xin mời mọi người sẽ đi theo mình. Này. Bây giờ thì anh ấy đang từ từ ghé cái đuôi của chiếc xà lan vào để cho mình bước qua. Hiện nay thì mình cũng đang đứng trên một chiếc xà lan khác để hết sức cẩn thận. Đây, khi mà nó cập vào rồi thì bắt đầu mình sẽ bước qua. Nào, mình cùng lên xe buýt. Rồi, mình sẽ bước qua rồi, mình đã bước qua được rồi. Khi mà thấy mình bước qua được rồi thì anh sẽ chạy luôn. Ôi trời ơi, nghe tiếng máy, hai cái máy Cummins K19 nó gầm in in đã quá. Đây, anh vẫn tiếp tục bơm nước vào hầm hàng để dằn và để thử cái la canh xem nó có kín hay không. Bây giờ thì mình sẽ bước lên phía đằng trước, phía trên cái cabin lái ở phía mũi đấy. Cái người đàn ông mà mặc áo sơ mi trắng, đội nón bảo hiểm trắng đấy, chính là anh Hải, chủ tàu. Còn đây thì là khu vực cabin lái ở phía mũi tàu đấy. Trang trí nội thất cũng rất đẹp. Đồng hồ bằng đua chuẩn luôn ha. Nhiệt độ nước là mát. Dạ, chuẩn hát. Rồi. Cái này là áp dừng lầu vô trơn. Hai thằng này là áp lực dầu vô trơn đúng không? Dạ. Hai này áp dừng lầu vô trơn. Đấy, tao khoan, để tao điện thôi. Đấy, có áp dừng lầu vô trơn này. Dạ. Này là nhiệt độ nước. Dạ. Bây giờ mới chạy này, nó chưa tới 40 độ là đúng rồi đúng không? Dạ. Bên này cũng thế. Dạ. Đây, lý lát để chạy khoan nó chậm vô bung bung ra cho dưới chụp khoảng là phải lắm. Dạ, dạ. Gắn còi chưa, còi phát thế nó khí thế lên thế nào? Còi. Còi á. Đấy, có còi đấy rồi. Chú đi. Đây là thôi. Mọi người thấy đấy. Ở phía cabin phía sau á thì hai cái máy K19 nó gầm rú như vậy, nhưng mà phía cabin lái ở phía trước thì rất là yên tĩnh. Yên tĩnh lắm. Mà cũng phải thôi, vì nó cách nhau tới 70 mét cơ mà. Anh Hải ơi, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Hải, chủ tàu nhá. Bây giờ những nhà anh Hải thì dẫn mình đi dòng dòng để coi cái chiếc xà lan rất là đẹp. Xà lan này là bao nhiêu tấn anh? 3.500 tấn. 3.500. 3.500.
chiều dài 77, ngang là 13m5, ngang 13m5, sâu 5m3, tâm hạ là 5m3. À, đằng này hình như là có nhà vệ sinh luôn hả? Vệ sinh luôn. À, cái này là chở hàng khô nha anh Hải nha. À, chở hàng khô. Đó là chở hàng khô. Cái này làm nắp hầm. Cái trên này có két nước không anh? Cái bồn nước không? Có. Còn cái này là để dự phòng. Bồn dự phòng rửa tay rồi phải không? Tắm được đúng không? Được luôn. Chưa gắn vòi sen thôi. Đây là vòi sen. Ở trong này thì có vòi sen tắm này. À, trong này có vòi. À, tiện lợi đấy. Đấy. Coi như là mình chở hàng khô. Cái này là 3.500 3.500 tấn. Nhờ anh dẫn anh em lại đằng sau tham quan cái phía đằng sau xem nào.
Bây giờ thì xà lan chuẩn bị quay đầu, và quay đầu trong một cái luồng rất là hẹp. Cái sông này thì nó rộng khoảng 100 m, thì cái xà lan của mình đã 77 m mất rồi. Cho nên là phải ép sát cái xà lan vào cái phía bờ bên phải và bắt đầu quay đầu, đánh hết máy hết lái. Cho nên là cái đuôi xà lan bây giờ nó chỉ còn cách cái mé bờ sông á khoảng vài mét nữa thôi. Hết lái hết máy luôn. Bây giờ thì xà lan đã quay đầu gần như là xuôi trở lại rồi, cho nên là anh thuyền trưởng anh đang đánh lái trở lại, từ từ trở lại số 0, tức là khi bánh lái nó sẽ xuôi theo cái chiều dọc của con tàu, chiếc xà lan này. Bây giờ thì kim chỉ góc lái nó chỉ là 0 độ thôi. Và tới đây thì mình cũng xin được phép nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you, bye bye.